Này đau em này. Mũ quá. Trời ơi. Nằm im nha. Đưa đồ cho ông ôm cái con gì đó ông ôm cái. Lấy cho con có bông với gì lấy. À, con heo á, con to to á. Con mèo. Đây ôm đi cho nó có điểm tựa. Đi trời, đã nghe. Rồi ra nó lại như chị rứa cục dễ ra sao gần hết rồi đó. Đừng 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 rụt rụt đừng. Gì mụn à? Chị à, chắc là khoảng 20 phút. Ừ, tôi cho anh đợi đó đợi xí đi hả? Ừ. Làm liền. Cái ưng làm liền thì đợi chị. À, đợi chị theo đợi gần cỡ tầm 10 phút nữa là em cho lên người. Đó thì chắc thì sáng. Mười lăm. 10-15 phút cỡ rưỡi. Mụn dễ ra rồi thì nó cũng đang.
cái bọc có muỗng có bọc nóng hay ra cho xíu hoạt điều hòa những hơi nóng quá cho coi thử cái cánh quạt nằm ở đâu đó. Sau xíu không đau liền, hôm nay nặng kiểu chi mà nó không động chạm thì được. Chúng ta nhẹ nhàng đẩy hơi đau xíu nha. Kẹo cái xương sống một miếng thở hơi đau người đau thì chờ đợi.